bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông những lòng. Trẻ muốn đi giờ phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa giờ phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cút đôi giờ hát tay lôi, chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xảy ra không thôi. Sống cút đôi giờ chiếm số đông mà vẫn bao dòng, ôi giờ mà xảy ra chết chồng. La 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 la, bao nhiêu lòng mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lòng mới thôi âu sầu. Alo, chị Lệ hả? Ừ, trời ơi tôi mới nhập hàng về, hàng tốt không? Hàng nước ngoài nghe mà trời ơi, kiểm chứng giấy tờ hẳn hoi, có giấy tờ đàng hoàng. Ừ, rồi ôi tôi nói tốt, chất lượng, tôi xài rồi. Thuốc già giảm cân nè hen, ừ, body nè hen, kem dưỡng da nè, chống lão hóa nghe. Cái tuổi của mình đó là ok lắm nghe. Rồi thuốc tăng chiều cao nữa. Ừ. Hả? Đã có khách hả? Có gì gọi lại cho tôi nhé. Rồi. Ây trời ơi, hàng chất lượng không mà tại sao mình buôn bán không được ta? Chứ phải mình bán đồ dỗm đâu mà không tức. Để coi còn ai nữa không đây ta. Alo, bé Ba hả? Ừ, chị Quyên nè. Em có loại này hợp với da em lắm. Chị em thấy da chị không? Hả? Em đi công tác hả? Vậy đi công tác gì gọi là chị nghe. Rồi. Ai, trời ơi, khi mà chưa bán á, mình nói với tất cả mọi người kỳ này tôi bán hàng tốt hàng nha, mua về đi mình ủng hộ. Rốt cuộc đem về gọi điện mời không ai mua là sao vậy? Mà tôi tức mình quá mà tại sao vậy? Bao nhiêu tiền của đổ vô đây một đống mà không bán được là sao? Alo, bé Năm hả? Chị Quyền đây. Nè. Hả? Con em bệnh hả? Đi nhà thương hả? Thì thôi lo cho nó đi. Trời ơi, sao ngày nào tôi gọi điện mà không ai mua là sao? Giờ bị tức mình quá, gọi cho bà qua nữa được. Alo, qua hả? Giờ tôi muốn trả hàng lại nè. Không có được đâu, chị đã ký tiêu thụ rồi, tiền cũng vô công ty rồi, chứ đâu phải vô túi em đâu mà muốn trả là trả. Nhưng tôi đem về nó chất lượng mà sao tôi bán không ai mua, là giờ tôi để một đống vậy rồi sao? Alo, trời đất ơi, tôi chưa nói chuyện hết mà cúp máy tôi là sao? Khi dễ tôi hả? Cái lúc cần tôi thì săn đó, mà bây giờ tôi nói chuyện chưa hết thì cúp máy là sao? Thái độ mấy người vậy là không có được nghe chưa? Ủa, tôi thấy cái màn hình đen thui nói chuyện với ai trong đó mà thấy quạ vậy, nữ doanh nhân. Nè, tôi đang bực nghe, tôi không có giỡn với ông nghe. Bực cái gì? Hả? Cũng tại bà. À, tôi cản bà cũng không nghe. Con Châu cản bà cũng không nghe. Một hai bà lấy hàng về để bà bán cho bằng được. Tôi nói tôi điên rồi đó nghe. Đừng có đổ dầu vô lửa nữa nghe, tôi bực mình lắm, ông biết chưa? Đổ dầu vô lửa rồi ha. Bà bực chắc tôi không bực à. Tự nhiên á, bỏ đống tiền ra mua về rồi bây giờ không có dông nào đến mua hết trơn á. Vì không ai mua tôi xài hết mà tôi được chưa? Ngon. Tôi nói cho ông nghe, cũng giống như là cái lúc trước tôi chưa có mua, thì bây giờ mình muốn mua mình xài cho da mình đẹp, mình uống cho mình ốm thì mình phải mua. Bây giờ có sẵn rồi thì mình uống. Mà uống không hết thì mình đi cho từ thiện cho người nghèo. Nghèo tôi vẫn muốn làm đẹp rồi sao? Mình bà ha, bà uống hết cái đống thuốc đó rồi bà chét kèm hết cái đó vô người bà nha, bà cao lên bà đẹp lắm. Trời đất ơi, bây giờ ông ngồi đó trồng ghẹo tôi phải không? Vợ ông bán không được ý ra, ông là phải khuyến khích vợ em nói, em ơi này kia, ông phải nói tôi một tiếng an ủi tôi chứ có đâu mà ông nói như vậy. Tôi mà tan mạc mà sạc kêu là cũng có gì cái mỏ ông đó. Mỏ cái gì hả? Ha, bà rảnh quá ha, tự nhiên bỏ ra 600 triệu hốt nè, một đống này rồi chứa đầy cái kho ở sau nữa ha. Vậy đó Bà bán được 100 triệu cho con bà. Sao lớn vậy mà con nói ông đi à? Con muốn nhìn thấy bản mặt ông à? Ông đi làm đi đâu tôi không cần biết. Đi đi. Thiệt tình à. Vợ muốn bán mà tôi mà tàn mạc là tại cái mỏ ông trù đó. Ôi trời ơi, tự nhiên bây giờ bán không được đổ thừa tôi là sao trời. Đi đi, không thấy mặt nữa. Ủa con, sao giờ này anh Châu chưa tới vậy? Dạ, chắc Châu đang tới á gì. Trời đợi chút nha. Ừ. Lâu dữ trời. Mà con nói nó là bữa nay là gì muốn gặp ở nhà con không? Dạ có dặn rồi. Chứ không là nó qua bên nhà của ba con là không được à. Dạ không, con dặn rất là kỹ rồi nhà của con. Vậy dạ. Sao con gọi nó đi, sao giờ này chưa tới? Để con gọi cho. Sao Châu trễ vậy? Dạ con đây có chuyện gì mà kêu con gấp quá vậy? Sao tới trễ gấp vậy? Gấp lắm con ơi, gấp lắm. Chuyện gì chị hai? Bây giờ mọi người tới đầy đủ rồi phải không? Dạ. Dạ. Phải hẹn ở đây, thành ra mọi người phải tới đầy đủ rồi thì gì mới dám nói chung. Ủa gì xong hẹn ở nhà ba con cho nó tiện gì? Ủa mà nãy giờ chị nói cái gì vậy? Hình như bây giờ tôi không xác định lời nói của tôi hả? Con mới nói gì? Sao vậy không hẹn nhà của ba con? Được. Đã nói là hẹn ở đây, quán cà phê gì còn không dám hẹn thì làm sao dám hẹn nhà ba con? Không có được, cái chuyện này là ba con biết được là mệt lắm. Ủa, mà là chuyện gì vậy? Nhưng mà mọi người nhớ là đừng có cho ba con biết nha. Hôm nay gì ba con có chuyện gì hả? Trời ơi em không ngờ chị hai luôn á, mới đây mà chị hai mau chán vậy luôn hả? Chị hai chán ai? Chị chán anh hai. Em vô duyên quá à. Trời ơi, anh hai là cả cuộc đời của chị mà. Chị chỉ sợ là mà ổng biết ổng la chị thôi. Ủa nhưng mà có cái chuyện gì mà gì luôn sợ bác dễ la dữ vậy? Thì đó, chỉ có cái chuyện chán rồi có người khác thì mới... Có là cái chuyện này nè, là cái chuyện có chuyện nóng quá gì gì còn nóng hơn tách trà. Chuyện đó đó. Chuyện đó là chuyện gì vậy? Con phải biết cái Châu. Con phải biết hả? Là sao chuyện gì mà dính tới con vậy Châu? Con cũng không biết nữa. Chuyện mỹ phẩm đó. À cái mỹ phẩm bởi vì nói với con á hả? Ủa là cái chuyện chị hai kinh doanh mỹ phẩm á hả? Là gì luôn lấy mỹ phẩm bán xong rồi ăn chia hoa hồng với nhau. Ủa thì có gì đâu, mình làm thì mình ăn, mắc gì phải sợ anh hai. Dạ. Bình thường mà vậy. Đúng là mình làm thì mình ăn tiền quê hồng. Thì trước đây á, là mỹ phẩm á, là dì chỉ nhận lời bán. Thí dụ người nào mua đó thì dì lấy mỹ phẩm đó, rồi chị đưa cho người đó, rồi dì ăn tiền quê hồng. Dạ. Nhưng mà sau này dì hình như là dì thấy dì có tay buôn bán, thì thấy được nhiều người mua quá, cho nên á, dì không nhận lời bán giùm để ăn chia quê hồng nữa. Dạ. Mà dì mua đứt. Mua đứt luôn? Mua đứt hả? Có nghĩa là dì trực tiếp dì lấy một số vốn, tiền của dì á, dì mua hẳn luôn một số mỹ phẩm đó. Rồi ai mua là gì vừa được tiền quê hồng mà được tiền doanh số, thưởng doanh số nữa đó. Là vậy đó. Dạ. Rồi mua hết nhiêu chị hai? 400. Có 400 vậy? Trời đất ơi, có 400 ngàn cũng sợ nữa thiệt. 400 triệu. Hả? Bởi vậy giấu không dám cho ba con hay là như vậy. Trời đất ơi, chị hai chơi lớn vậy luôn hả? Ừ. Vậy là tính ra dì Lung chơi lớn số 1. Bỏ hẳn 400 triệu đầu tư mua mỹ phẩm về bán. Dì Lung không dám là số 1 đâu, dì Lung chỉ đứng số 2 thôi, thua một người. Ai vậy? Đó hồi nãy dì nói là có liên quan tới con đó. Liên quan tới mẹ mà. Quyền đó, Quyền đó. Má con hả? Bà mới là số 1 đó. Má con trời ơi, nhưng mà má con bỏ ra nhiêu vậy dì? Nhất hơn dì một chút 600. 600 triệu. Trời. Triệu. Trời. Triệu. Vậy? Giờ mới biết ông sống thoáng vậy sao? Sao? 4 tách nước, ông rót có 2 tách à, còn 2 tách ông ngúp vậy đó. Hai vợ chồng tôi rót cho nhau thôi. Hai vợ chồng ông tự rót đi, trời mệt ghê. Thế lẽ giờ tôi dối ông nó rủi rồi rớt bể rồi mất công. Mà nói giờ này nó đưa già cũng không có ăn, nó uống. Trời ơi các bà, thiệt. Tôi nhắc lại chi vậy? Trời ơi thiệt á, Yamaha. Yamaha là cái gì? Yamaha. Nói chung là cũng muốn kiếm thêm thu nhập để có tiền đó mình chuộc lại cái miếng đất mình đã bán đó, hiểu không? Em cũng vậy. Em chỉ muốn thêm chút đỉnh tiền bạc để cho gia đình mình có thoải mái về kinh tế. Thoải mái về kinh tế cái gì? Đó, đi làm là có lương hưu rồi, đúng không? Đó, giờ mình mở thêm cái quán cà phê nho nhỏ nữa, đó, mình kiếm thêm một ít thu nhập nữa, mình sống được rồi. Cho nó thanh thản, nó an bình đi. Mình đâu có cần nhiều tiền đâu, làm chi cho mệt gì. Nhưng mà mình có nhiều tiền thì mình cũng đâu bị người ta chê. Người ta sẽ khen mình. Khen đâu không thấy, mà thấy tiền mất tật mang rồi đó. Anh Dễ nè, anh nói đúng á. Hai bà già rồi ham hố để bị lừa. Thôi thôi nghe, tại vì tụi tôi xui thôi. Còn cái vụ lừa gạt là ông mới bị lừa đó mấy trăm triệu đó, thấy không? Cái chuyện của tôi á là tôi bị oan. Oan. Mà rốt cuộc á thì cũng gom lại tiền, có mất đồng nào đâu. Tụi tôi cũng bị xui thôi, chứ đâu có ai muốn vậy đâu. Tôi muốn là kiếm bán được tiền để mình mua lại miếng đất hương quả mà ông bà mà mình đã lỡ mình bán rồi đó. Nói chung xuất phát cũng từ cái tính tốt, đúng không? Đúng rồi, tôi cũng đang có cái suy nghĩ tích cực thôi. Tích cực đâu thấy, thấy rất bực. Hai người làm mất 1 tỷ bạc. 1 tỷ đó người ta gửi ngân hàng đủ đi tiền chợ mỗi tháng. Xui thôi, đâu muốn đâu. Tụi em về rồi nè. Sao rồi con? Dạ con chào mọi người. Dạ xong rồi. Đó. Xong là sao? Xong là tiêu hết. Đóng hàng quăng con xong á. Trời ơi, vậy? Dạ không phải, giải quyết xong rồi. Ồ, giải quyết xong. Rồi mọi chuyện sao kể nghe coi. Nói chung là bây giờ hợp đồng với lại tiền bạc của mình đối chiếu với bên đó hết rồi. Ừ thì sao con? Hàng uy tín đúng không? Hàng mình uy tín đúng không? Bây giờ là theo cái hợp đồng của đại lý cấp 1 á, cái phần tiền thưởng với phần chiết khấu á là có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Nhưng mà theo hợp đồng của công ty á là cái đại lý chỉ được 50% thôi, còn 50% á là seller phải tự bán hàng và kiếm. Hả chị hiểu không? Không, rồi là sao? Thì là sao? Rõ rõ ra. Cô Lai cô nói rõ ràng ra coi. Cô nói chuyện mà cứ lay quay cái đó không hiểu gì hết trơn. Ủa em nói rõ ràng vậy mà anh không hiểu luôn hả? Thôi dạ để cô nói cho nè. Sau khi trao đổi công ty á, dựa trên các điều khoản đã ký kết, công ty chấp nhận thu là 50% sản phẩm. 50% còn lại mình phải tự chịu. Dạ. Vậy là sao? Vậy là sao con? Dạ nói chung là giờ về cho dễ hiểu nè. Cô Lung á sẽ nhận lại 200, còn má nhận lại 300. Ê như nói vậy trời, tôi bỏ bao nhiêu tiền mà rốt cuộc tôi lấy lại có 300 vậy trời. Rồi bây giờ cô lấy lại có phần nửa là 200 mà hả? Dạ. Rồi bây giờ có là mừng rồi đó, hai chị đừng có buồn. Cũng may công ty này đó là công ty uy tín đó, cho nên nó sẽ làm theo cái cam kết mà hợp đồng mình đã ký. Còn cái phần mà tiền thưởng với cái phần chiết khấu á là đại lý cấp 1 mà hai chị tham gia đó, bây giờ nó biến mất tiêu rồi, coi như cái phần tiền đó là hai chị mất. Ôi cũng như xong, trời xui ghê luôn vậy. Thôi bây giờ con tính vậy nè, con sẽ giúp cô Lung với má bán mạng. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Thôi hàng ế rồi quăng xuống sông hay gì đi. Cái gì tới bán mạng bán thanh ghê con. Không có hiểu, tôi hiểu rồi là bán online phải không? Dạ bán qua mạng. Trời mà nó nói không có rõ. Ông làm thấy ghê tự nhiên đổ đổ sông đổ biển. Đoàn hàng của ta mới nghe nói không? Cái công ty này uy tín là mình bán đồ đàng hoàng chứ đâu phải là đồ bậy bạ đâu mà. Dạ. Đó thì bây giờ con sẽ lấy cái số hàng đó nè. Đó con đăng chụp lên trên mạng ha, ở mấy cái trang mà thương mại điện tử đó. Con đăng lên trên đó xong rồi có bao nhiêu hàng tồn con bán hết. Ồ mình livestream á con. Dạ. Má cũng bán nữa. Má bán theo con luôn, cũng livestream luôn, phụ đúng rồi. Chị cũng bán luôn, chị cũng phụ bán livestream luôn. Em cũng bán nữa, em bán hết thì thôi. Mà theo con thấy á nha, chúng ta nên tìm cộng tác viên bán phụ chúng ta sẽ nhanh hơn nữa. Trời ơi cần gì cộng tác viên con, đây nè cái một cái mỏ này, hai cái mỏ này, hai cái mỏ này nữa trời ơi. Thì nếu mà bán đắt hàng nghe nói má tiếng, má lên công ty mới lấy hàng gì bán nữa. Nếu mà mình bán đắt hàng á thì mình cho cái sớm mình là trở thành nhà phân phối độc quyền đi. Đúng rồi. Tôi lại hai bài. Cái gì hai bài? Là gì? Tôi lại hai bà đó. Gì? Ủa, nếu nói vậy là bây giờ mấy người không chịu theo ý kiến của tôi với bà Quyền hả? Dạ không, chắc chắn là không. Sống cốt đôi giờ hát tay lôi, chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cốt đôi giờ chiếm số đông mà vẫn bao dòng. Ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới tôi âu sầu.